chiều 23 tháng 9, Công an huyện Lâm Đồng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Mạnh 1988, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đại diện công an huyện cho biết ngày 25 tháng 8, Mạnh điều khiển xe máy tới địa bàn huyện để tìm kiếm, dụ dỗ các em gái mới lớn nhằm mục đích quan hệ tình dục. Tại cổng trung tâm y tế huyện, Vũ Văn Mạnh gặp một bé gái, sau khi giả vờ hỏi đường, đối tượng này dụ dỗ bé gái lên xe nhưng bị từ chối. Sau đó, Mạnh đến địa bàn xã Hương Lâm, phát hiện ba bé gái đang chơi trước sân một căn nhà. Đối tượng này vào gặp bé gái sinh năm 2005 là con của ông Phường V, ca ngụ xã Hương Lâm, huyện, nói là có đoàn từ thiện tới phát quà rồi dụ dỗ chở nạn nhân đi nhận. Chở bé gái đi tới đoạn đường vắng trên đỉnh dốc mà ở y xã Hương Lâm, Mạnh hiện hình là tên yêu râu xanh ra tay cưỡng hiếp bé gái. Nạn nhân chống cự, cán mạnh vào tay Mạnh, đồng thời la lớn cầu cứu, khiến đối tượng này phải lên xe bỏ chạy. Ngay sau đó ông ca, bố cháu bé đã đến công an huyện để trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 8, đầu tháng 9, công an huyện xác định đối tượng có hành vi trên là Vũ Văn Mạnh, đồng thời triệu tập để làm việc. Sau nhiều ngày quanh co chối tội, Vũ Văn Mạnh đã phải khai nhận toàn bộ hành vi. Không chỉ vậy, Vũ Văn Mạnh còn khai báo thêm trước đó đã thực hiện một vụ hiếp dâm khác với một bé gái 12 tuổi trên địa bàn.